Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end. Với này thì cơ bản thì bữa nay là buổi 3 thì tôi sẽ đưa cho các bạn cài đặt cái thằng Node.js. Thì cái Node.js này thì nó là cái môi trường để chúng ta chạy được cái ứng dụng React. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt như sau. Thì tôi sẽ vô Google và tôi sẽ search là Node.js. Rồi các bạn sẽ vô cái mục download này. Đó, thì ở đây thì nó có rất là nhiều cái tùy chọn cho các hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux, thì các bạn chọn cái phiên bản phù hợp với nhu cầu của các bạn và download về. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái tùy chọn là Windows Installer chấm cái file chấm .mfi này. Và phiên bản máy tính của tôi là Windows 10 64 bit thì tôi sẽ chọn cho cái 64 bit này. Rồi, nó đã download về xong. Thì bây giờ tôi sẽ show in folder này. Bây giờ tôi sẽ double click vô cái file này và cài đặt này. Rồi tôi nick cho net này, rồi tôi nick cho cái tùy chọn I accept các điều khoản để mà chấp nhận các điều khoản của nó này, đó. Tôi theo tôi nick cho net này, tôi theo tôi nick cho net này, cái mấy cái này thì tôi để mặc định luôn thì tôi nick cho net luôn này. Rồi cái tùy chọn này thì các bạn có thể tích cho không này, này tôi không thì tôi nick cho net này, rồi tôi nick cho install này. Đó thì việc cài đặt nó đã success đó, thì tôi đi cho finish để kết thúc việc cài đặt này. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái sim đi lên và tôi kiểm tra xem là Node đã được cài đặt trên máy của tôi hay chưa. Thì tôi sẽ có Node này trừ v này, đó thì cái Node của tôi là version 18.12.1 như vậy. Tiếp theo tôi check cái npm version này, là tôi sẽ có npm trừ v này, đó thì cái version của nó của thằng npm là 8.19.2 này. Đó thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái môi trường Node.js. Đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.